Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương BTV đã lãnh đạo đảng viên, viên chức, nhất là đội ngũ biên tập viên, phóng viên nêu cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, người làm báo, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Đây là thông tin được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 vừa diễn ra sáng nay tại nhà hát truyền hình BTV. 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đảng bộ Đài phát thanh truyền hình Bình Dương BTV đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hoàn thành toàn diện các mặt công tác với các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã đề ra đảng bộ luôn chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và người lao động từ đó tạo cơ sở triển khai thực hiện chương trình công tác gắn với xây dựng cơ quan an toàn duy trì nề nếp và cải tiến lề lối làm việc theo phương châm đổi mới hiện đại chuyên nghiệp việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tiếp tục được đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển đảng viên cũng được quan tâm thực hiện trong 6 tháng qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đã có rất nhiều tin bài tuyên truyền công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ và tỉnh Bình Dương. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước, tuyên truyền về những hoạt động của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, người lao động, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội. Đài phát thanh truyền hình Bình Dương đã lãnh đạo chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực tham gia các giải báo chí như giải báo chí quốc gia, liên hoan truyền hình toàn quốc, giải báo chí khu vực Đông Nam Bộ. Tại hội nghị, nhiều đảng viên đã có những góp ý cụ thể cho dự thảo báo cáo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dịp này, đảng ủy Đài phát thanh truyền hình Bình Dương đã tuyên dương 7 tập thể và 7 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.